Tới sáng nay, theo giờ Việt Nam, số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa động đất kinh hoàng tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria xảy ra sáng 6 tháng 2 đã lên tới hơn 15.000 người. Trong đó, gần 13.000 người ở Thổ Nhĩ Kỳ, gần 3.000 người tại Syria. Giới chuyên gia cảnh báo, con số này có thể tăng gấp đôi trong trường hợp kịch bản xấu nhất xảy ra. Trận động đất đã san phẳng hàng nghìn tòa nhà ở những khu vực bị ảnh hưởng ở Thổ Nhĩ Kỳ, khiến một số lượng người không xác định bị mắc kẹt, cản trở các hoạt động cứu trợ vốn đã bị cản trở bởi thời tiết băng giá. Hàng nghìn người, trong đó có nhiều trẻ em, đang tiếp tục được cứu ra khỏi các đống đổ nát. Cơ hội để lực lượng cứu hộ tìm thấy những người sống sót đang dần thu hẹp khi thời gian tính từ khi động đất xảy ra gần chạm mốc 72 giờ, vốn được các chuyên gia thảm họa coi là khoảng thời gian có khả năng cứu sống nhiều người nhất. Trong khi đó, cộng đồng quốc tế tiếp tục chung tay hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục hậu quả của trận động đất kinh hoàng này. Nhiều quốc gia trên thế giới và các tổ chức quốc tế đang điều động các đội cứu hộ cũng như gửi hàng cứu trợ tới các khu vực bị ảnh hưởng do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Ngày 8 tháng 2, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết WHO sẽ cử phái đoàn đến Thổ Nhĩ Kỳ và Syria để hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn tại hai quốc gia chịu thiệt hại nặng nề trong trận động đất mạnh hồi đầu tuần này. Theo đó, WHO cũng sẽ cử 3 máy bay chở vật tư y tế đến các khu vực bị động đất tàn phá, trong đó một chuyến bay đang trên đường đến thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Đại diện của WHO tại Syria, tiến sĩ Iman Sakiti cho biết, nhu cầu về y tế là rất lớn. Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen thông báo, Liên minh châu Âu EU có kế hoạch tổ chức một hội nghị các nhà tài trợ vào tháng 3 tới để huy động viện trợ quốc tế giúp Syria và Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả tàn khốc của trận động đất vừa qua.